Bây giờ tôi sẽ nói về cái bài tập thực hành dành cho cái khối lượng công việc mà chúng ta đã trao đổi. Sẽ có 4 mục tất cả. Mục thứ nhất là yêu cầu các bạn làm những cái bộ chữ. Đấy. Bộ chữ thực ra thì phông chữ thì chúng ta có nhiều lắm, cho nên là mục tiêu không phải là để sáng tạo ra phông chữ mà chỉ mượn cái phông chữ để chúng ta ôn lại những cái kỹ thuật, ví dụ như là vẽ hình cơ bản này, nhân bản, xoay, lật, cắt hàng, vân vân, để gióng hàng, để chúng ta ôn lại những cái gì đó. Tôi lấy ví dụ một cái rất là đơn giản như thế này. Tôi vẽ ra một thanh mẫu. Đó. Copy, cắt ở đây. Thế bây giờ ví dụ như là bộ chữ thì chúng ta sẽ có những chữ dáng thẳng này. Giữ dáng thẳng thì như thế nào này? Y ngắn này, T này, E này, F này, H này, vị không, MN là bắt đầu có dáng chéo rồi, thẳng không thôi, đúng không? Thì đấy là vài cái chữ dáng thẳng, đúng không? Bây giờ tôi lấy ví dụ như là tôi tạo ra một cái chữ T là một đại diện trong cái trong chữ dáng thẳng nhé, đúng không? T, tờ, đúng không? Chỉ có các nét thẳng. Hiểu chưa? Thì bây giờ tôi nhấp đúp này, đúng không? Ra cái này tôi cho nó xoay thành 90 độ này, đúng không? Copy. Vậy là tôi có một thằng như thế này. Hai thằng này chọn với nhau và align thì tôi sẽ có gì đây ạ? Bằng đầu. Nét ngang thì không thể bằng nét dài được. Vậy chọn và sau đó thì làm sao? Tôi thu nó lại. Đúng không? Tôi thu nó lại và tôi sẽ làm sao đây, nhấn an, nhấn an thì thu đầu này bao nhiêu thì đầu kia sẽ thu đều bấy nhiêu, đúng không? Và sau đó thì đạt được cái kích thước yêu cầu rồi thì tôi sẽ chọn cả hai và lúc này tôi sẽ lại làm sao đây, sử dụng lệnh hàn, đúng không? Unit thì tôi sẽ hàn vào thì nó ra chữ T, ví dụ như thế. Ctrl F dán cái thanh mẫu vào, ví dụ chữ E, đúng không? Bây giờ tôi có thể là đây, nhấn Alt kéo ra, nhân bản một cái, kéo lần thứ hai, kéo lần thứ ba, bây giờ tôi có ba thanh này, đúng không? Tất cả ba cái thằng này bây giờ tôi quay 90 độ. Ok, tôi chọn tất cả cái thằng này, tôi sẽ gióng gì đây, align left, gióng trái, thằng này lên đầu, thằng này xuống dưới, thằng này vào giữa, à chọn nhầm cả thằng trên đây, đây. Đó. Sau đó thì gì đây, chọn cả ba thằng này và kéo một đầu thôi chứ không phải là kéo hai đầu như thằng T nữa, và cuối cùng hàn vào thì tôi có gì đây, chữ E. Chữ O thì sao? Chữ O thì hình tròn nhé, đây là dáng tròn nhé, đúng không? Giữ Shift này. Bây giờ có hai cách, một là Ctrl C copy, sau đó Ctrl F để dán lên phía trên, sau đó giữ Shift giữ Alt thu đều vào trong, thu cho tới khi nào đạt được một cái độ dày mà chúng ta thấy hợp lý thì chúng ta dừng lại, chọn cả hai. Bây giờ chúng ta sẽ dùng lệnh gì đây, đúng không? Như thế này là tôi có O, đúng không? Bây giờ nếu mà tôi muốn từ chữ O này thành một chữ C thì tôi lại làm việc với thằng vuông, vẽ một thằng vuông ra, quay một góc 45 độ, gióng hàng hai thằng này với nhau bằng giữa. Sau đó tôi kéo thằng này vào, trong lúc kéo tôi giữ Shift để cho nó không lắc lư lên xuống, và dùng thằng này làm sao đây, cắt thằng này đi thì tôi sẽ có C. Đấy, đại loại là như thế. Thì bây giờ ví dụ như là chữ nét nghiêng nhé, chữ nét nghiêng thì đại diện chuẩn của nó là chữ V. Đó, đại diện chuẩn xác nhất của nó là chữ V.
Tôi sẽ sử dụng công cụ kéo xiên, nhấn an kích cho nó nghiêng 15 độ, copy. Thế thì vừa có bản chính vừa có bản sao, đúng không? Bây giờ tôi lại chọn gì đây, chọn thằng này. Bây giờ lại chọn công cụ, nhấn an kích, nó sẽ là một cái là trừ, đúng không? Trừ 15. Nhưng lần này thì ok thôi, không phải copy nữa. Và bây giờ chúng ta gì đây, hàn vào đó. Nếu mà dịch thêm một tí với phím an thì là nhân bản thì sẽ thành W, đúng không? Còn nếu mà không xài cái thằng này mà chúng ta lại cho nó làm sao đây? Một 180 độ ngược lại thế này và vẽ thêm một gì đây, nét vào, hàn vào thì chúng ta sẽ có gì? À, hoặc chúng ta đi theo một con đường khác nhé. Ví dụ như là tôi có đa giác, vẽ lại ra đi. Bây giờ tôi sẽ có một hình tam giác, kéo xuống này. Bây giờ tôi nhấn an, tôi kéo cổ thằng này xuống đây, giữ thêm shift để thẳng hàng, hai thằng cắt cho nhau thì nó sẽ ra thế này. Bây giờ vẽ thêm hai đường, một đường để hàn, một đường để cắt. Tôi cũng có A, tức là lặp đi lặp lại rất nhiều cách, đúng không? Thế bây giờ có những chữ mà vừa thẳng này, vừa ngang này, vừa cong này, vừa xiên này. Ví dụ như là chữ R, chữ mà thẳng và cong không thôi thì nó sẽ là chữ B, chữ P, chữ D, đúng không? Chữ tròn và nghiêng nghiêng xiên xiên thì là chữ Q. Chữ mà chỉ tròn không thôi như là chữ S chẳng hạn. Đấy, thì bây giờ việc của các bạn là gì? Cố gắng là mỗi thứ chọn lấy một, ít nhất là hai chữ. Đấy, những cái dáng đấy mỗi thứ là hai chữ, sau đó thì chỉ có làm việc với những cái thanh mẫu cơ bản như thế này thôi. Làm sao làm ra một vài cái chữ. Nó lật đi lật lại các vấn đề, cái gì hàn, cái gì cắt, cái gì phát sinh ra từ cái gì, tất cả những cái đó nó sẽ giúp cho chúng ta có được một tư duy lật đi lật lại vấn đề, nó sẽ làm qua như thế thì nó sẽ nhớ. Đấy. Đấy là bài đầu tiên nhé, là bài chữ cái. Bài thứ hai tôi yêu cầu là chỉ từ hình chữ nhật và hình tròn thôi, hình elip và hình chữ nhật thôi. Làm sao làm ra được cái logo logo nhà xuất bản giáo dục. Tôi không yêu cầu vẽ cái quyển sách ở dưới mà tôi chỉ cần chữ GD thôi. Có hình dung ra được cái đấy không ạ? Đấy nha. Nào, chúng ta xem lại hình ảnh này. Logo nhà xuất bản giáo dục. Đó, đây. Tôi chỉ cần là cái chữ G và chữ D ở phía trên này thôi. Và bây giờ nhiệm vụ các bạn làm sao chỉ từ cái hai cái hình cơ bản là hình elip và hình chữ nhật, muốn lật, muốn xoay, muốn nhân bản, muốn cắt cái gì, muốn hàn cái gì thì túm lại là làm trên cơ sở chỉ bằng lệnh, không được làm thủ công cái gì cả, không được kéo tự do, không được dịch tự do, không được làm cái gì mà tức là dùng các lệnh gióng hàng, các thứ nọ thứ kia để cuối cùng là làm ra được một cái logo một cách nhanh nhất. Đấy là không quyển sách, tại vì chúng ta chưa nói về việc vẽ bằng công cụ khác, chúng ta mới chỉ vẽ bằng các công cụ cơ bản thôi. Do đó thì yêu cầu đầu tiên là làm ra cái logo một cách nhanh nhất, đơn giản nhất bằng các lệnh cắt hàng, nhân bản, xoay lập mà chúng ta đã trao đổi. Đấy là yêu cầu bài thứ hai.
Yêu cầu bài thứ ba là gì? Yêu cầu bài thứ ba là cắt hàn bằng hình tròn thôi, hình elip thôi. Làm sao để tạo ra được cái hình âm dương? Có hình dung được cái hình âm dương không ạ? Đây, hình âm dương đây. Về kết cấu thì bạn sẽ nhìn thấy về cơ bản nó chỉ là gì đây? Các phần của hình tròn khác nhau. Làm sao dùng các hình tròn to nhỏ khác nhau, cái nọ cắt cái kia, hàn cái kia. Đấy. Tất nhiên là kết hợp cùng với để cắt thì phải dùng các hình khác nữa. Nhưng về cơ bản thì nguyên vật liệu của nó chỉ là các hình tròn. Túm lại làm thế nào để cắt với hàn với nhau cho ra được cái hình gì đây? Hình âm dương này. Đấy là bài tập thứ ba. Và bài tập thứ tư là đây. Này. Nhìn rõ chưa ạ? Olympic, cờ Olympic. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là gì đây? Đây là những vòng tròn lồng vào nhau. Thế thì trong thực tế chúng ta làm ra thì một đối tượng sẽ nằm trên hoặc nằm dưới đối tượng khác, đúng không? Nhưng trong cái bài này thì các bạn đang nhìn thấy làm sao đây? Một vòng này vừa nằm trên vừa nằm dưới chính cái vòng đang liên kết với nó. Thế thì đây là một cái thao tác đòi hỏi cái sự linh hoạt trong 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 tư duy. Tại vì trong thực tế chúng ta làm ra thì hoặc là vòng xanh nằm trên vòng vàng hoặc vòng vàng nằm trên vòng xanh, không có chuyện là vừa nằm trên vừa nằm dưới. Vậy thì bây giờ cái mẹo xử lý như thế nào? Dùng cách nào để làm được cái này? Đấy là bài thứ tư, là cái vòng tròn Olympic. Các bạn có thể làm đủ cả 5 vòng hoặc đơn giản ít nhất các bạn làm cho tôi vòng hai vòng lồng vào nhau, nửa trên nửa dưới lẫn nhau. Đã làm được một cái thì những cái còn lại cũng sẽ làm được theo nguyên tắc đó thôi. Đấy, thế thì bây giờ các bạn xử lý làm sao cho tôi được bốn cái bài tập như thế. Về chữ cái thì yêu cầu là mỗi dáng chữ ít nhất là hai chữ. Đấy, càng nhiều càng tốt. Nếu mà làm được nguyên bộ thì thôi khỏi nói rồi, thì lúc đấy các tư duy về cắt hàn lật xoay xiết các thứ kết hợp các thứ thì nó sẽ rất là nhanh. Nếu như chúng ta phân tích được cả bộ như thế thì là cái tư duy nó sẽ cực kỳ thuần thục luôn. Đấy. Còn vấn đề thứ hai là logo nhà xuất bản giáo dục, vấn đề thứ ba là hình âm dương, và vấn đề thứ tư là lồng vòng tròn như kiểu cờ Olympic. Đấy. Để giải quyết các vấn đề thì chúng ta có bốn bài tập như thế. Thì tôi nghĩ rằng là tự bơi thôi, tự bơi đến hết cỡ thì còn chắc chắn là sẽ có phần các bạn làm được, có phần chưa làm được, có phần vướng. Thế nhưng phải vấp ở đâu đấy, phải vật lộn, phải trăn trở với nó. Thì đến buổi sau, đầu buổi tôi sẽ chỉ hướng dẫn độ khoảng 5 phút, 10 phút là các bạn sẽ giải quyết xong hết được cái vấn đề đó. Và sẽ nhớ kỹ luôn sau khi mà các bạn, nếu mà các bạn làm được luôn thì cực kỳ tốt rồi, không có gì phải phàn nàn nữa. Còn nếu mà chưa làm được ở đâu thì tôi nghĩ rằng là nó sau một thời gian thì nó cũng đã gọi là gần chạm được tới vấn đề, thì chỉ cần đẩy khẽ một cái là sẽ qua được cái ngưỡng đấy, thì các bạn sẽ nắm được hoàn toàn vấn đề thôi. Đấy, thì nội dung của bài học ngày hôm nay của chúng ta là như vậy.